13 tuổi, đạt thành tích cao hơn các bạn sinh viên học chính quy 148 điểm. 4 tuổi đã có thể nói lưu loát 6 ngoại ngữ. 1 tuổi có thể nhận biết 500 mặt chữ. 8 tuổi đạt được các giải thưởng quốc tế. 20 tuổi trở thành giáo sư đại học. Vậy phương pháp giáo dục nào đã tạo nên hết kỳ tích này đến kỳ tích khác như vậy? Phương pháp giáo dục sớm của giáo sư Phùng Đức Toàn đã lần lượt nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Trung Quốc cùng với sự quan tâm chỉ đạo của nhiều nhà giáo dục đương đại hàng đầu. Phương pháp giáo dục sớm với đại diện là giáo sư Phùng Đức Toàn trải qua hơn 30 năm tìm tòi nghiên cứu cùng sự thực nghiệm điều tra hàng triệu gia đình đã đi đến nhận định rằng phương pháp giáo dục thời kỳ sớm hoàn toàn phù hợp với sự phát triển của Trung Quốc. Phương pháp giáo dục thời kỳ sớm đi vào lý luận dễ hiểu, nội dung mang tính hệ thống toàn diện, phương pháp đơn giản hiệu quả từ việc khai mở tiềm năng, bồi dưỡng tính cách, giáo dục hành vi, khai phá 18 tiềm năng của trẻ ở độ tuổi từ 0 đến 6 tuổi. Giáo dục thời kỳ sớm đã thay đổi quan niệm giáo dục truyền thống, tuyên chiến với nền giáo dục cứng nhắc, quá coi trọng thi cử, đánh vào quan niệm về nhân tài của Trung Quốc, mở ra cuộc cách mạng giáo dục thời kỳ sớm của nhân loại. Rất nhiều bậc cha mẹ đã gặp phải nhiều vấn đề khác nhau trong quá trình giáo dục nuôi dạy trẻ. Với mục đích đó, cha đẻ của giáo dục thời kỳ sớm, giáo sư Phùng Đức Toàn, vì sự nghiệp giáo dục trẻ nhỏ của đông đảo gia đình đã có buổi thảo luận nói chuyện với các bậc cha mẹ.